đó chính là tâm tình thì gọi nước tịnh chúng ta dùng phương pháp niệm phật hiệu thì danh niệm phật tu tâm thanh tịnh tu bằng cách nào đặc biệt là cảnh giới hiện tiền cảnh giới có hai loại một là hoàn cảnh vật chất Thuận cảnh, nghịch cảnh Một loại là hoàn cảnh nhân sự Thiện duyên, ác duyên Thuận cảnh thiện duyên thì tốt Ở trong đây luyện cái gì? Luyện không khởi tham luyến Không sanh tham luyến Giữ gìn tâm bình khí hòa Nếu như là nghịch cảnh, ác duyên Vì tu cái gì? Tu không khởi sân hận Không oán trời, không trách người Tham sân si phải từ đâu mà đoạn Chính ở ngay trong cuộc sống thường ngày Mà chúng ta gặp phải Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên Đêm tham sân si mạng của chúng ta đoạn trừ hết Quá tốt Vừa mới đoạn được một chút Vẫn không phải quá nhiều Niệm Phật liền có thể Sanh tình độ Sanh đến cõi Phạm Thánh Đồng Cư Thế giới Tây Phương Cực Lạc Rất dễ dàng đi được Đi chính là đại sư thiền đạo đã nói và người tu và người giảng sanh nếu như bạn ở thế gian này bạn còn có thọ mạng mà không ngừng nâng lên cao vậy thì, thì phẩm gì giảng sanh thế giới cực lạc càng ngày càng cao đó là thật không phải là giả cho nên chúng ta thường hay nói những thứ thế gian này không mang đi được không nên nghĩ đến nó phải nên buông bỏ mang đi được phải chăm chỉ nỗ lực tu học mang đi được là cái gì nghiệp của bạn sẽ mang đi được vì chúng ta không mang theo ác nghiệp ta mang theo thiện nghiệp công đức của bạn có thể mang đi được phước đức cũng có thể mang đi được ta phải nên đoạn ác tu thiện phải nên tích lũy công đức Chúng ta phải nên Mỗi năm một nâng cao Ở nơi đây nâng lên cao Tương lai ở thế giới cực lạc Chính là phẩm vị từng bước Hướng lên trên cao Đi là có thể mang đi được Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Những thứ đó không mang đi được Cho nên phải học với Thích Ca Mâu Ni Phật Bạn xem Năm xưa khi Phật còn ở đời Những thứ không mang đi được thấy đều buông bỏ Cả đời Trải qua đời sống khổ hạnh Vì sao phải có cách làm như vậy Đó là Đại Từ Đại Bi Làm ra tấm gương cho chúng ta xem Khó xả Có thể xả Khó làm có thể làm ngày làm ra gương tốt để cho chúng ta xem chúng ta có được cái duyên này nên làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhiều người khác đặc biệt là xã hội hiện tại xã hội hiện tại là xã hội động loạn nếu như chúng ta có thể giúp đỡ xã hội này hóa giải xung đột giúp đỡ xã hội này hồi phục được hòa bình an định công đức này thật quá lớn việc này có thể mang đi được phải chăm chỉ nỗ lực mà làm tuyệt đối không thể ham muốn danh lợi ham muốn danh vị thì sai rồi bạn làm những việc tốt nào thì liền được báo hết bạn làm được việc tốt Người ta mời bạn làm chủ tịch gì đó Làm hội trưởng gì đó Thì báo hết rồi Hiện đời báo hết Chúng ta xả hết Không nhận báo Vì thì công đức của bạn được bảo tồn Cả đời thích ca mâu ni Phật Bố thí tài Bố thí pháp Bố thí vô quý Ngày xuất gia rồi tuy là không có ngoại tài Ngày là nội tài bố thí bằng xem mỗi ngày Không từ khổ cực Ngày ngày dạy học 30 tuổi khai ngộ 79 tuổi viên tịch Giảng kinh dạy học 49 năm Không từ lao nhọc Đó là nội tài bố thí Khởi phát trí tuệ cho đại chúng là bố thí pháp Ngài đã dạy bảo cho chúng ta Đoạn ác tu thiện tích công bồi đức Có thể xả bỏ ác báo Đều có thể được quả báo tốt Nó thuộc về bố thí vô quý Việc này cần phải học Càng học càng an vui ta có thể thể hội được khổng phu tử câu đầu tiên trong luận ngữ học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ từ khi tôi học phật mới hiểu được câu nói này cái duyệt đó là hỷ duyệt hỷ duyệt không phải do kích thích của bên ngoài là hoan hỷ của nội tâm nhà phật gọi là pháp hỷ xung mãn cái hỷ chuyện này từ đâu mà có từ học tập mà có tập là áp dụng ngay trong đời sống đến nơi đâu để học mỗi ngày từ sớm đến tối ngày ngày đều đang học học với ai vậy mỗi một người đều là thầy của ta họ là người thiện họ làm ra việc tốt để chúng ta xem thấy nghe thấy nghĩ lại xem ta có làm hay chưa nếu ta chưa làm phải học tập với họ họ là một người ác đã làm ra những việc xấu ta phải phản tịnh ta có làm hay không nếu ta có phải mau sửa đổi nếu ta không có phải khích lệ chính mình không nên phạm phải lỗi lầm này họ cũng là thầy giáo của ta người thiện là thầy giáo người ác cũng là thầy giáo cho nên phu tử nói Ba người đồng hành ác có thể ta Ở trong Kinh Hoa Nghiêm Hiển thị ra rất cụ thể Chính là thiền tài đồng tử 53 lần tham học Thiền tài là học trò 53 vị này đều là thầy giáo 53 vị này là gì? Chính là đại chúng thông thường trong xã hội Phật đem nó phân thành 53 loại Ngày này chúng ta gọi là các ngành, các nghề Nam, nữ, già trẻ Họ thiện thì cùng học với họ Họ là ác Chúng ta phải phản tỉnh Cũng là thầy của ta Phản tỉnh xem chúng ta có làm chưa Có thì sửa đổi Không có thì khích lệ Cho nên Người thiện, người ác Người già, trẻ nhỏ Người nam, người nữ Không có một người nào Không phải là thầy của ta bạn nói xem về an vui dường nào Bạn nói xem hoan hỷ cỡ nào Mỗi ngày đức hạnh học vấn Phước báo Đều đang nâng cao Cho nên có rất nhiều người nói Thiền tài vận may tốt Gặp được nhiều thiện tri thức đến như vậy Vì sao tôi một người cũng không gặp Kỳ thực Bạn từ sớm đến tối Ngày ngày bạn cùng ở chung với thiền tri thức Tại bạn không nhận biết bạn thấy người kia tốt bạn đố kỵ với họ xem thấy người ác thì ghét bỏ họ bạn đang tạo nghiệp bạn ba người đi thì tạo nghiệp người ta ba người đi thì làm phật làm tổ bạn thấy cái nhận biết này quan trọng dừng nào việc này chúng ta không thể không biết Hôm nay đoạn gian đầy của chúng ta nói khởi nguồn của vũ trụ nói một điểm bất giác, một điểm này rất là di tế. Chúng ta học Phật cũng học mấy mươi năm rồi, đối với câu nói này đều có nghi vấn, đều không thể lý giải. Nếu đối với vấn đề này hiểu được rõ ràng, hiểu được tường tận, ở tôi cũng chẳng qua là khoảng 5 năm. Sự việc sau 75 tuổi, đọc vào trong kinh điển, đoạn Thích Ca Mâu Ni Phật nói chuyện với Bồ Tát Di Lặc việc này bỗng chốc liền hiểu ra à, bồ tát di lạc ở đây có phần tư liệu này đoạn này in cũng rất nhiều Tôi nghĩ các vị đồng tu đều thấy qua đoạn đối thoại này. Phật hỏi Di Lạc tâm có sở niệm chủ đề nói Phạm Phu chúng ta. Phạm Phu chúng ta khởi lên một ý niệm. Phật hỏi rất hay. Tâm có sở niệm cái niệm này có bao nhiêu niệm nhỏ? Việc này thì chúng ta không hiểu có mấy cái tướng có mấy cái thức thực tế mà nói ngài nói ra đoạn này chính là hiện tại chúng ta đọc cái đoạn văn này bồ tát di lặc trả lời thế tôn cử thủ đàn chỉ chi khoảnh khoảnh là tốc độ rất nhanh một ngày móng tay Phật hỏi có bao nhiêu niệm? Bồ Tát Di Lạc đói 32 ức trăm ngàn niệm. Một cái khẩy bóng tay, trong một cái bóng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Đương vị đó là 100 ngàn. 100 ngàn là 10 dạng. 32 ức 10 dạng. Đó là bao nhiêu? Hiện tại chúng ta Người Trung Quốc chúng ta gọi là 320 triệu Trong một cậy bóng tay 320 triệu ý niệm Chúng ta làm sao mà biết được Bình thường chúng ta xem truyền hình Loại thưởng thức này chúng ta có Chúng ta biết được Cuộc phim ở trong máy Chiếu phim Mọi người đều biết được Từng tấm, từng tấm Trong một giây tốc Độ của đó Là 24 tấm Bạn thấy ống kính đóng mở Ông kính vừa mở, cây đèn chiếu chiếu lên màn bạc, lập tức liền đóng nó lại, lại mở ra chiếu tấm thứ hai. Tốc độ này nhanh bao nhiêu? Một giây hai mươi bốn tấm. Chúng ta xem thấy trên màn bạc thì dường như là giống như nhau. Một giây hai mươi bốn tấm. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta hiện tượng của vũ trụ này một giây có bao nhiêu tấm vậy một cây bóng tay là 320 triệu cái cây bóng tay đó đại khái tốc độ này của tôi trong một giây có thể khẩy được bốn lần vậy nhân cho bốn đây là giả định là nhân cho bốn là một nghìn hai trăm tám mươi triệu ý niệm chính là trong một giây cái ống kính này nó đóng mở là một ngàn hai trăm tám mươi triệu Chúng ta làm sao biết được Quá di tế Thời gian của cái chấn động này quá ngắn Tần suất chấn động rất thấp Chúng ta không cách gì phát hiện Cho nên ý niệm của chúng ta quá thô bạn thấy trong đây có nhiều niệm nhỏ đến như vậy để thành một niệm phật không chỉ là nhà triết học cũng là nhà khoa học khoa học quan trọng nhất là phải nói chứng cớ không thể tùy tiện nói bạn phải đem chứng cớ ra trong phật pháp có chứng cớ hay không có Phật nói với chúng ta Phật dùng phương pháp gì thấy được Cái hiện tượng này Dùng sức định Tâm của bạn càng thanh tịnh Sức cảm thụ của bạn càng mạnh Tần sức sống động di tế này Bạn có thể thâu nhận được Sức định thế nào vậy? Trong Kinh Đại Thừa Phật nói Bồ Tát Bát Địa Bồ Tát Bát Địa Họ xem thấy được a la gia Đó chính là tướng Tông nói a la gia thức Một niệm bất giác mà có vô minh Chính là tự tánh biến thành a la gia Chính là một niệm di tế đó biến thành a lại gia a lại gia lập tức liền chuyển tướng chuyển tướng là thức thứ bảy mạt na do mạt na lập tức liền sanh cảnh giới tướng cảnh giới tướng là vật chất mạt na là tinh thần cho nên tinh thần cùng vật chất đồng nguồn tốc độ của nó quá nhanh rồi là có trước sau cái tốc độ đó bao danh Vì bạn phải đem cái ý niệm này Trong một niệm Có thành trụ hoài không Bạn lại nhân lên làm bốn Chính là Một ngàn Hai trăm tám mươi triệu Phần trăm giây Lại nhân làm bốn đó là nói cái gì đó là nói vật chất cùng hiện tượng tinh thần sanh khởi nó là đốn hiện không phải dần dần mà hiện ra cách nói này rất hay bạn tu định tu đến bồ tát bát địa được cái định đó bạn liền xem thấy được không phải Phật tùy tiện nói Phật nói rồi Bạn không được thọ dụng Phật sau khi nói rồi Phật bảo bạn phải chứng đắc Bạn mới được thọ dụng Nếu không mà nói Đó là Phật nói Không phải là của bạn Làm thế nào đem lời Phật nói Biến thành cảnh giới của chính mình Việc này cần phải dựa vào chính mình Chứng thật Cho nên trong Phật Pháp nói Tính, giải, hành Sau cùng là chứng bạn chứng được mới xem là của chính bạn. Đó gọi là chân tính. Chưa chứng đắc thì không phải chân thật tin tưởng. Cho nên, việc trước tiên của Phật Pháp thứ nhất là tính. Thành thật mà nói, cái tin thứ nhất đó là mê tín. Bạn làm sao liền tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói bạn cũng chưa thấy được Cho nên sau khi tin rồi Phật điền giảng giải cho bạn Chân thật hiểu được Nó có lý luận y cứ Chân thật lý giải Có lý luận y cứ Mới gọi là chánh tính Đó không phải mê tín Trong đó nó có đạo lý Tuy nhiên cái đạo lý này Tôi vẫn chưa thông qua thực nghiệm Tôi vẫn chưa chứng thật cho nên sau khi hiểu rõ đạo lý rồi bạn phải hành bạn phải thật làm y theo phương pháp lý luận phật đã nói mà làm bạn làm được bạn liền có thể chứng thực làm được phần ít liền chứng thực được phần ít làm được phần nhiều liền chứng thực được phần nhiều làm đến viên mãn thì bạn chứng được viên mãn đó là khoa học Khi thiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật Pháp dạy cho tôi, nói với tôi, tôi học triết học với ông. Ông nói, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà đại triết học. Tôi tin tưởng ông. Ông không gạt tôi. Tôi nỗ lực học tập. Học đến năm nay, đã học 58 năm. Trong 58 năm này Tôi thật Cảm kích lão sư Vì sao vậy Tôi mỗi năm có tiến bộ Tôi không phải là lợi căn Là độn căng Không cách gì đúng ngộ Thế nhưng mỗi năm có tiến bộ Cho nên Pháp hỷ sung mãn Tôi mới biết được Câu nói đó của phu tử Học nhi thời tập chi di bất diệt duyệt hồ tôi đem câu nói của người xưa đã nói sống đến già học đến già phía sau tôi lại thêm vào hai câu thật an vui quên tuổi già quên mất đi tuổi già an vui cuối đời từ đâu mà có do học mà có nếu như một ngày không học thì một ngày sanh phiền não phiền não tổn thương đối với thân tâm của chúng ta rất lớn người xưa chúng ta thường nói lo buồn có thể khiến cho người già trong tâm của bạn có phiền não thì bạn rất dễ bị lão hóa trong tâm của bạn không có phiền não không có âu lo thân tâm thanh tịnh an vui tự tại tuổi tác tuy là ngày một già hơn bạn không cảm thấy bị lão hóa vì sao vậy do an vui Tôi là từ nơi đây mà thể hội Cho nên liền nghĩ đến Dường nghĩ của người già Cũng nghĩ đến việc gì Sự thật của nhân quả Một người già Nếu như tuổi già Không an vui Có oán hận Có bất bình Vậy thì không tốt Loại thân tâm Không khỏe mạnh này tương lai sau khi chết ở trong kinh điển Phật nói với chúng ta họ đi đến nơi nào vậy họ đi đến ba đường họ có oán hận có bất bình ba đường chính là nhà quỷ địa ngục xuất sanh họ sẽ đi đến nơi đó nếu như cuối đời an vui tự tại ngày ngày học tập điện tích của thánh hiền giáo huấn của thánh hiền cuối đời cùng ở chung với thánh hiền việc này an vui không gì sánh bằng vậy sau khi họ chết chí ít đời sau vẫn có thể được thân người thậm chí có thể sanh đến cõi trời không thể bị đọa ba đường cho nên tôi liền nghĩ đến diện dưỡng lão Phải xem trọng đời sống tinh thần Làm thế nào giúp đỡ họ Vậy thì phải dạy học Diện dưỡng lão chính là đại học của người già Giảng cho họ nghe thứ gì vậy Giảng cho họ nghe luân lý, đạo đức, nhân quả Giảng cho họ nghe tôn giáo Bởi vì cả đời này của họ đã qua rồi Phải nói với họ còn có đời sau Không phải chết rồi thì hết Tuyệt đối không phải vậy Vẫn còn có đời sau Cả đời này trải qua Chúng ta cảm thấy thật không dự ý Hy vọng đời sau viên mãn hơn Họ có kỳ vọng, có hy vọng Có thể... làm cho tinh thần của họ phấn chấn hơn để họ sống được khỏe mạnh sống được an vui đó là giúp cho một người từ ba đường kéo họ đến cõi trời đó là việc tốt đó là đại công đức đó là việc chúng ta phải nỗ lực mà làm Chúng ta xem thấy rồi, nghe thấy rồi. Cho nên tôi mỗi lần đến một khu vực thăm viếng, tôi đều xem qua sự nghiệp phúc lợi người già của khu vực đó. Xem tự diện dưỡng lão của họ cùng nói chuyện với họ. Hy vọng phải chú trọng đến việc giáo dục người già. Phải chú trọng đến đời sống văn nghệ. không chỉ là nuôi người già mà phải nuôi tâm tình của họ được an vui nuôi đến được tiền đồ của chính họ có được tiền đồ sáng lạng có được tiền đồ tốt đẹp chúng ta mới có thể không có lỗi với những người già này trung quốc thời xưa nuôi già dạy trẻ là do gia tộc kính giác. Hiện tại chúng ta gọi là gia tộc, mọi người sẽ dễ hiểu. Gọi gia đình thì mọi người không hiểu. Ngày trước gia tộc chính là gia đình. Đại gia đình không phải gia đình nhỏ. Trong đại gia đình, nhân khẩu nhiều. Nhân khẩu thông thường đại khái có khoảng 500 người trở lại, một gia tộc là như vậy cho nên nó chú trọng gia đạo gia quy gia học gia nghiệp công năng của nó đích thực làm đến được nuôi trẻ chính là giáo dục giáo dục đối với con em dưỡng lão người già có niềm vui thiên luân đời đời tiếp nối người sau giảng bối có năng lực có đức hạnh có học thuật truyền gia đạo của họ truyền gia học của họ truyền gia nghiệp của họ hiện tại thì không còn nữa chúng ta nghĩ xem nhà của trung quốc ở Trung Quốc ngay trong mấy ngàn năm lịch sử. Cái quốc gia, cái chủng tộc này nhờ vậy mà được thịnh trị dài lâu. Thái bình thịnh thế. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào sức mạnh của gia đình cho nên thông thường chúng ta nói tề gia sau đó trị quốc trị quốc sau đó bình thiên hạ cho nên nhà ở trong lịch sử trung quốc là chiếm phần chủ đạo ngày nay nhà không còn xã hội động loạn từ trước có được nhà như vậy xã hội an định hòa thuận yên vui cho nên tinh thần công năng này quá tốt làm thế nào đem nó ký thừa tiếp nối hiện tại tôi thường nghĩ đến các xí nghiệp hy vọng xí nghiệp những người làm chủ xí nghiệp đem cái truyền thống tốt đẹp này tiếp nối vì sao Phải đem Tất cả nhân viên Của công ty bạn Hiện tại xí nghiệp Thông thường công nhân trên 1.000 người Thì rất nhiều Đem những công nhân này Xem thành anh em Chị em ruột của chính mình làm cho cái đoàn thể này phải chân thật thành một thể người một nhà ngày nay chúng ta giảng đoạn kinh văn này vũ trụ này là một thể là một nhà tôi mấy năm qua ở trên quốc tế đoàn kết tôn giáo thế giới thành một nhà tất cả chúng sanh là một thể thế giới liền thái bình sẽ không có xung đột nữa mới có thể hồi phục được an định hòa bình giữa người và người phải kính yêu lẫn nhau phải tôn trọng lẫn nhau quan tâm lẫn nhau chăm sóc lẫn nhau hợp tác lẫn nhau bạn nói xem thế giới này tốt đẹp chừng nào thế giới đó chính là thế giới cực lạc thế giới đó chính là thế giới hoa tạng hoa tạng cùng cực lạc là con người tạo ra không phải trời xanh chính là bởi vì cư dân của thế giới đó của họ hiểu rõ thật tướng các pháp họ biết được tất cả chúng sanh quan hệ với chính mình là một thể cả thầy vũ trụ quan hệ với chính mình là một nhà cho nên thế giới gọi là cực lạc thế giới gọi là hoa tạng Những việc này đều phải học tập và thánh hiền khải phát chúng ta chúng ta mới có thể giác ngộ sau khi giác ngộ thì chúng ta liền khẳng định đó là thật không phải là giả đó không phải là lý tưởng là sự thật đó gọi là hành chứng từ tính giải phải khế nhập hành chứng chúng ta được thọ dụng hiện tại chúng ta hiểu rõ rồi giác ngộ rồi tôi đem tất cả chúng sanh xem thành một thể đem cái thế giới này xem thành một nhà thế nhưng họ đem tôi xem thành người ngoài vậy phải làm sao không cần lo không liên quan gì ta thừa nhận họ ta nâng cao lên ta siêu diệt. Hiện tại cùng ở chung với các người, các người không thừa nhận. Sau khi tôi chết, đi đến thế giới cực lạc, mọi người thừa nhận. Đến thế giới hoa tạng, mọi người thừa nhận. Các người tạm thời không thừa nhận thì vẫn phải tiếp tục luân hồi, vẫn phải oan oan tương báo. Đến hôm nào báo được quá mệt rồi. Không muốn làm nữa. Phật Bồ Tát đến dạy họ. Lúc nào thì họ tin tưởng Thì vào lúc đó họ liền giải thoát Cho nên dạng nhất không nên cho rằng Ta thừa nhận họ Cùng với ta là một thể Họ không chịu thừa nhận ta Vậy thì thôi vậy Ta cũng tạm thời không lý đến họ Vậy thì sai Cũng giống như trẻ con là con cái chính bạn sinh ra Rời xa từ nhỏ Rời xa mấy mươi năm Lớn lên không nhận biết Để nhỏ không biết được Bạn là cha mẹ của nó Bạn biết được nó là con cái của bạn Bạn có thương yêu chúng hay không Tuy là chúng phản đối bạn Nhưng bạn có tha thứ cho chúng hay không Bạn có giúp đỡ cho chúng hay không Phải giúp vì sao vậy vì bạn biết đạo lý chính là như vậy phải biết những chúng sanh trên địa cầu này của chúng ta mê mất tự tánh đã quá lâu hoàn cảnh ở trung quốc tương đối tốt đời đời nối nhau người già đều dạy bạn thế nhưng giáo học truyền thống của chúng ta chi ít cũng đã bỏ mất năm đời ừ. hay nói cách khác bạn chính mình không biết hoàn toàn mê mất à, ngay đến lịch sử của gia đình cũng không biết lịch sử của quốc gia cũng không biết lịch sử gia đình không biết thân tình của bạn thân tình là thiên tánh thế nhưng không thể phát khởi ra đã bị che lấp lịch sử quốc gia không biết bạn không có tâm hồn yêu nước địa lý quê hương không biết bạn không yêu cái mảnh đất này người xưa trung quốc dạy học khóa một không có nhiều như hiện tại Quá một quan trọng nhất hai môn Một cái là kinh Một cái là sử Kinh chính là học vấn Sử chính là lịch sử Đời đời truyền nhau Bạn biết được Bạn mới sanh ra lòng yêu nước Lòng yêu nhà Nếu người không đọc sử địa Bạn sẽ không có cảm tình Đối với quốc gia này bạn đối với mảnh đất của bạn cũng không có cảm tình đó là gì vậy đó là căn nguyên của xã hội động loạn cái điều đại loạn cho nên người trung quốc vô cùng chú trọng đặc biệt xem trọng lịch sử gia đình do đó từ đường của người trung quốc người trung quốc có gia phổ gia phổ là lịch sử của gia đình nếu bạn rất rõ ràng rất tường tận Thì bạn làm sao không yêu nhà chứ Làm sao Bạn không yêu làng xóm của bạn chứ Đó là nơi mà bạn sinh ra Kinh là học vấn Vì bạn biết được Giáo khoa thư giáo học này của Phật giáo Thì đều gọi là Kinh Là Đại học vấn Chẳng dạy thứ gì Chúng ta rất đơn giản Rất thiếu yếu mà nói Trong kinh điển đã nói là luân lý Luân lý nói quan hệ Đạo đức Đạo đức là nói cái quan hệ này Làm thế nào cùng sống với nhau Dạng nhân quả Dạng khoa học Dạng triết học Khoa học triết học Bao gồm phía trước đã nói ba môn đều nói đến cứu cánh viên mãn là đại học vấn thế nhưng xã hội hiện tại rất nhiều người đem nó xem thành tôn giáo đem nó xem thành mê tín không chịu gặp nó không bằng lòng tiếp xúc với nó thật là đáng tiếc việc này không thể trách người xưa không thể trách kinh giáo chỉ trách chính mình ngu si cả đời này không gặp được người tốt ngu si luống qua một đời chúng tôi còn trẻ cũng ngu si thế nhưng rất may mắn gặp được người tốt gặp được tiên sinh phương đông mỹ đã nói việc này cho tôi nghe rõ ràng tôi hiểu rõ quay đầu lại đọc kinh phật mới phát hiện ở trong đây có thứ đồ tốt đến như vậy ở trong pháp thế gian không tìm ra được những duyên khởi của vũ trụ khởi nguồn của sinh mạng ngày nay khoa học cùng triết học ở trên toàn thế giới đều vẫn chưa định luận có rất nhiều cách nói đều không thể làm cho người tâm phục khẩu phục. Không giống như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, khi chúng ta đọc rồi chân thật là tâm phục khẩu phục. Nỗ lực y theo phương pháp lý luận của nó mà học tập, dần dần khế nhập vào cảnh giới. Tuy là vẫn chưa vào được, phương hướng mục tiêu của chúng ta đã chính xác. Cho nên càng học càng hoan hỷ. Đích thực thể hội được phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Bạn thấy trước khi chưa học Phật, chúng ta phải gặp người khác quan uổng ta, nhục bà ta, quỷ bán ta, hãm hại ta. Ta có thể không sơn hận không? Ta có thể không báo thù không? sân hận báo thù là của con người thường tình vì sao hiện tại thì không có ý niệm này đó là trong phật pháp đã đem chân tướng sự thật này nói ra tường tận hóa giải hết biết được cái gì biết được tất cả chúng sanh cùng với chính mình là một thể tôi thường hay thí dụ bởi vì chính chúng ta cũng có rất nhiều lần có được kinh nghiệm này không cẩn trọng răng cắn phải lưỡi cắn đứt lưỡi chạy báo đầu lưỡi cùng răng là một thể ngay trong đầu lưỡi cùng răng không hề có mâu thuẫn không hề có oán hận không hề có báo thù vì sao vậy là một thể hiện tại ý niệm của chúng ta đã chuyển đổi lại không luận hãm hại thế nào thậm chí giết hại cũng không có oán hận, cũng không có tâm báo thù. À, Vì sao gây đến giết hại cũng không oán hận, biết được giết hại là giả, không phải là thật. Ta, ta có thể chết không? Không thể chết. Ta không sanh, không diệt. Sinh tử là gì? Sinh tử là nhục thể. Nhục thể không phải là ta. Cho nên trong Phật Pháp, việc đầu tiên liền dạy chúng ta phải học tuyệt đối không thừa nhận thân thể này là ta thân thể là gì là sở hữu của ta như quần áo quần áo là sở hữu của ta không phải ta khi quần áo hư rồi thì đổi bộ khác thân thể không còn sử dụng tốt nữa thì đổi cái khác linh tánh bất diệt bất sanh bất diệt Ngay cái niệm ban đầu này Một niệm bất giác này Chúng ta biết được cái niệm này rất di tế Cái niệm này xin nói với các vị Giống như tự tánh vậy Cái niệm này cũng không phải Sanh nhân chi sợ sanh Nó không có nguyên nhân Thế nhưng niệm thứ hai liền có nguyên nhân Niệm thứ nhất là nhân của nó Nó liền có niệm thứ hai thế nhưng cái niệm đầu tiên không có nhân, lời nói này không dễ hiểu. Thế nhưng bạn tỉ mỉ mà thể hội, dần dần cũng có thể ý thức được cái chân tướng sự thật này. Tôi thường hay nói với người khác đến chỗ này tôi nêu ra một thí dụ cái thí dụ này xảy ra chính ngay bản thân chúng ta trên thân người khác cũng có tôi xem thấy thế nhưng trên thân chính mình cũng có khi chúng ta còn trẻ làm học trò là vào thời kỳ kháng chiến vào thời kỳ đó thật là bất an và lúc đó chúng tôi làm học trò học trò nhỏ vào ngay thời kỳ đó tôi nhớ lại lúc đó tôi là học sinh lớp 3 học trò nhỏ lớp 3 thế nhưng ngay lúc đó khi học trò lớp 5 tiểu học đã có quân huấn liền có quân huấn giáo quan hiện tại trong trường học gọi là học quân sự Trong quân huấn cũng là không có định kỳ. Thường hay có tập hợp khẩn cấp, giáo quan và thổi còi. Lập tức quần áo chỉnh tề, liền đến thao trường để xếp hạt. Thường hay có những việc này xảy ra. Quần áo ăn mặc rất chỉnh tề. Bỗng nhiên nghĩ đến Mũ nón đâu không thấy Đến khắp nơi đi tìm Tìm không thấy Đi đi hỏi các bạn học khác Bạn có thấy cái nón của tôi đâu không vậy Bạn học đó liền dị trên đầu của bạn Mà nói Trên đầu của bạn đồ cái gì Không phải nón sao Sợ xem quả nhiên không sai Cũng giống như thí dụ của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Trong Kinh Lăng Nghiêm nói Cái niệm ban đầu vô minh Ngay liền nêu ra thí dụ này Diễn dược đạt đa Mê đầu nhận ảnh Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau Với cái thí dụ này của chúng ta Có nguyên nhân gì không? Không có nguyên nhân Bạn có thể tìm nguyên nhân không? Đón đồ trên đầu mà quên mất Khi vừa khẩn trương Thì hoảng loạn Niệm thứ nhất là ý nghĩa như vậy Không có nguyên nhân Điểm thứ hai thì liền có nguyên nhân, liền có sanh nhân. Một điểm thứ nhất này của chúng ta sau khi khởi lên thì điểm điểm đối nhau, hai điểm, ba điểm, bốn điểm, điểm điểm, 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 điểm đối nhau thì liền có sanh nhân. Phật đối với việc này nói được rất tỉ mỉ. Cho nên kinh điển Bạn càng xem càng hoan hỷ Muốn thôi cũng không được Ở trong đó Khởi phát trí tuệ chân thật Của chính chúng ta Trong tự tánh của chúng ta Có trí tuệ viên mãn Thế nhưng không có liệu nhân Phật tánh Duyên nhân Phật tánh Chân thật trí tuệ của chúng ta Không thể hiện lộ ra Cho nên Kinh điển là duyên Ở trong tam nhân Phật tánh là duyên nhân Thiện tri thức cũng là duyên nhân Có thiện tri thức, có kinh điển Làm cho trí tuệ chân thật trong tự tánh của chúng ta Được dựng khởi ra Vậy thì tốt Để cho chúng ta đối với những sự việc này dần dần Trên Kinh Phật nói chúng ta có thể tiếp nhận Chúng ta có thể thể hội được Dần dần chúng ta cũng có thể ngộ nhập cảnh giới này. Tuy là không phải cảnh giới chân thật, thế nhưng tiếp cận gần bên. Ngày một được gần hơn. Vì sao mà họ không hoan hỷ? Đối với sáu cõi ba đường, cự ly của chúng ta đối với nó càng ngày càng xa. An vui không gì bằng. Cho nên Năng sanh dạng Pháp Chính là ngày này chúng ta gọi là Duyên khởi của vũ trụ Không phải vụ nổ lớn gì đó Vụ nổ lớn thì đói không thông Trong đó có rất nhiều vấn đề Phật nói cho chúng ta Một niệm vừa hiện Nó không có trước sau Thật cũng giống như chúng ta xem thấy màn bạc của điện ảnh vậy ông kính vừa mở ra tấm phim liền được đèn chiếu đưa lên màn bạc là nhất thời xuất hiện nhất định không thể nói cái hiện tượng này có trước cái kia có sau không phải vậy xuất hiện một lúc hơn nữa trong đại thừa giáo nói rất rõ ràng những hình tướng này mỗi mỗi không như nhau Câu nói này bạn xem nói được rất hay Cũng giống như nói cái phim gốc của phim ảnh vậy Một tấm là một tấm Một tấm trước không phải là một tấm sau Một tấm sau không phải là một tấm trước Cho nên cái tương tục này không phải thật tương tục Gọi là tương tự tương tục Thật là tương tục Thì phía trước cùng phía sau là như nhau Không hề có khác đi Mỗi niệm không như nhau Cho nên đoạn phía sau Chính là nói Hiện tượng của y chánh Nó nói ba cái châu biến Cái thứ hai nói Xuất sanh vô tận Cái đó chính là biến hóa vô cùng Thực giống như cái ống dạng hoa Dùng cái ống dạng hoa làm thí dụ Chúng ta có thể thể hội Ống dạng hoa chúng ta thấy rất đơn giản Nó là động Phật Pháp chúng ta cũng nói động Mà chỉ cần động Tâm động Nó liền khởi thay đổi Tâm động Là khởi tâm động niệm Có phân biệt Có chấp trước Đó là quy nạp lại Nếu tỉ bỉ mà nói Nó không hết Hiện tượng sống động rất phức tạp Không phải đơn giản như vậy Hiện tượng thô này Thì cả thầy vũ trụ Ngoài địa cầu này ra Chúng ta không nói Quá xa cách Chúng ta chỉ tỉ mỉ mà quan sát cái địa cầu này Quan sát trước mắt chúng ta bạn đối với áo nghĩa chân tướng vũ trụ phật đã nói ở trong kinh điển bạn liền có thể thể hội được trong ý niệm có nhiễm có tịnh có thiện có ác nhiễm tình thiện ác khác biệt rất lớn đã là có động thì nó liền có hình nó liền có thức biến hóa của hình thức vô lượng vô biên vô số vô tận những chân tướng sự thật này lúc nào thì bạn có thể nhìn thấu sau khi nhìn thấu xuất hiện một cảnh giới vô cùng di diệu đó chính là bất nhị nhiễm tình không hay thiện ác không hai Thiên đường địa ngục không hai Sanh Phật không hai Chính là chúng sanh cùng Phật không hai Không hai chính là một thể Nói rõ Các thể vũ trụ Y chánh trang nghiêm là một thể Nếu như có thể vào được cảnh giới này quá tốt cảnh giới này gọi là gì chứng được pháp thân trong tam dân phật tánh chính nhân phật tánh xuất hiện khẳng định liễu nhân cùng duyên nhân đầy đủ bản chân thật khẳng định một chút ghi hoạt cũng không có cả thể vũ trụ cùng chính mình là một thể giờ lúc này tánh đức viên mạng của chúng ta hiện tiền trong tánh đức thì chúng nhất là Đại từ Đại Bi Trí tuệ chân thật đều hiện tiền Sau khi hiện tiền Bạn chuẩn bị làm thế nào? Khẳng định Giống y như tất cả chư Phật quá khứ vậy Giáo hóa chúng sanh Dùng lời hiện tại của dân gian chúng ta mà nói Bạn ở nhân gian này Diễn xuất ở giai diễn nào đó Bạn nhất định Đóng vai một thầy giáo Bạn thấy Thích Ca Bô Ni Phật Xuất hiện thân phận của thầy giáo Những tổ sư đại đức nhiều đời Đều là thân phận của thầy giáo Khẳng định bạn sẽ làm như vậy Bạn sẽ đem tất Cả những vinh qua quyền tước của thế gian những lợi hại được mất này thảy đều xả được thật sạch trơn bạn phải dạy người buông bỏ trước tiên chính mình buông bỏ bạn muốn dạy người quay về tự tánh vậy thì chính bạn phải chân thật quay về quay về cùng chúng ta thị hiện hiện tiền một chút xung đột cũng không có đó gọi là ẩn hiện không hay Thì là chúng ta mới có được thọ dụng chân thật không còn có nghi hoặc tham sân si mạng nghi thấy đều đoạn dứt Trong Kinh Đại Thừa nói Pháp thân bát nhã giải thoát Đích thực Đạt được rồi Chính là có được thọ dụng Thế là hưởng thụ của bạn Không luận là hoàn cảnh thế nào Hưởng thụ của bạn là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát Người xưa Trung Quốc chúng ta đọc sách Thường nói rằng Khổng nhan chi lạc vui của khổng tử và nhan hồi họ vui cái gì vậy vui là chân thật hiểu rõ đối với thật tướng các pháp cái vui đó là thật không bị bất cứ ảnh hưởng nào không phải kích động của bên ngoài là niềm vui từ trong nội tâm từ trong nội tâm hiện lộ ra bên ngoài cho nên đó là lợi ích chân thật của việc học tập kinh giáo đại thừa đó mới là lực nhiếp thọ chân thật vì sao nó có lực nhiếp thọ mạnh đến như vậy chúng ta ở nơi đây, đây lộ ra cái điểm tin tức này hôm nay thời gian đã hết rồi chúng ta chỉ học tập tới đây thôi ami đà phật chỉ đạo phiên dịch pháp sư ngộ thông tịnh tông học hội úc châu cận dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a gmail com diễn đọc phật tử thiện quang Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh vì nước cực lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh vì nước cực lạc.